Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ở video trước mình có làm video hướng dẫn các bạn cách mua tên miền và hosting chung một Gmail. Đây là video này nhé. Nếu các bạn muốn mua chung tên miền hosting và cài đặt WordPress thành một website hoàn chỉnh, các bạn có thể xem video này nhé. Còn trong video này mình hướng dẫn các bạn cái cách mình có thể mua tên miền, sau đó là trỏ tên miền về hosting có sẵn của một cái Gmail khác là Anet. Tức là tên miền và hosting là hai mail khác nhau nhé. Giống như việc các bạn chia sẻ hosting á. Hosting gói C có thể đặt cho nhiều tên miền không giới hạn. Ví dụ như các bạn đang sở hữu cái gói hosting là gói C thì các bạn có thể cho bạn bè của bạn đặt tên miền của họ lên hosting của bạn. Đó thì những cái trường hợp như vậy các bạn có thể làm được nhé. Rồi, đầu tiên mình hướng dẫn các bạn cách mua tên miền trước. Sau đó thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt tên miền về một cái hosting có sẵn ở một Gmail khác nhé. Để mua tên miền, các bạn truy cập vào cái đường link mình để dưới phần bình luận nhé. Hoặc các bạn có thể lên Google, các bạn gõ cho mình cái đường link là trangialinh.com/tên miền. Rồi sau đó các bạn sẽ tiến hành gõ cái tên miền các bạn muốn mua vào đây. Ở đây thì mình mua cho khách hàng nên mình gõ cái tên miền này vào. Các bạn lưu ý là cái tên miền các bạn cần mua thì các bạn phải xác định từ ban đầu. Rồi đến bước này các bạn chỉ mua thôi. Và các bạn lưu ý là tên miền các bạn mua rồi các bạn không thay đổi được nhé. Nên các bạn cần phải suy nghĩ kỹ ha. Tránh cái trường hợp mua tên miền xong rồi là muốn đổi thì vừa mất tiền vừa mất thời gian nhé. Rồi ví dụ khách hàng của mình chọn cái tên miền này thì các bạn nhấn vào chọn mua. Các bạn lưu ý nhé, các bạn chỉ chọn những cái tên miền nào mà đang có sẵn thôi. Còn những cái tên miền nào mà người ta đã mua rồi thì bạn không mua được nữa. Rồi các bạn đợi một lúc ha. Rồi, nhấn vào tiếp tục đến giỏ hàng này. Ở đây mình chỉ mua tên miền thôi nhé. Còn cái video hướng dẫn cách mua tên miền và hosting, tức là mua cả tên miền hosting á, thì mình có video hôm trước rồi, các bạn xem lại video hôm trước. Còn ở đây mình chỉ mua tên miền thôi, các bạn lưu ý nhé. Cái tên miền này đang được giảm giá. Hồi nãy là giá là hình như là 290 thì phải. Đang được giảm giá thì còn 218 này. Đây, thì các bạn nhấn vào tiếp tục nhé. Tiếp theo, ở đây người ta hỏi này, bạn đã có tài khoản hay là chưa có tài khoản? Thì nếu mà đã có tài khoản rồi các bạn nhấn vào đăng nhập ngay, còn chưa có tài khoản thì các bạn nhấn vào nhập thông tin nhé. Từ đây mình mua mới cho khách hàng, cho nên là mình sẽ nhấn vào cái phần nhập thông tin. Tại vì khách hàng của mình chưa có thông tin ở trên iNet, cho nên là mình sẽ nhập thông tin nhé. Nhấn vào nhập thông tin. Rồi các bạn điền đầy đủ thông tin các bạn vào: họ tên, email, số điện thoại, số chứng minh thư nhân dân, ngày tháng năm sinh, địa chỉ, thành phố, quốc gia. Lưu ý là cái phần ngày sinh á, các bạn phải điền đúng định dạng. Định dạng ở đây là ngày, gạch chéo tháng, gạch chéo năm. Chứ các bạn đừng có để cái dấu gạch ngang nhé. Các bạn phải để cái dấu gạch chéo thì nó mới đúng định dạng. Còn không nó sẽ báo lỗi ha. Rồi các bạn điền tất cả thông tin các bạn vào nhé. Sau khi điền tất cả thông tin xong, các bạn nhấn vào thanh toán chuyển khoản nhé. Nhấn vào thanh toán chuyển khoản. Ở đây có hai sự lựa chọn thì các bạn nhấn vào đăng ký dùng ngay cho mình. Nhấn vào đây. Rồi nhấn vào tôi đồng ý. Rồi nhấn vào thanh toán ngay. Rồi đơn hàng đang được xử lý này. Tiếp theo là các bạn sẽ tiến hành chuyển khoản cho bên iNet nhé. Các bạn kéo xuống như này. Dưới này sẽ có phần thông tin chuyển khoản này. Các bạn sẽ chuyển khoản số tiền là 218.900 đồng tới một trong các ngân hàng ở đây. Các bạn có thể chuyển qua ngân hàng Vietcom hoặc là Techcombank hoặc là ngân hàng Á Châu đều được nhé. Khi chuyển khoản thì bạn nhớ là các bạn chuyển đúng số tài khoản này, đúng tên công ty và đặc biệt là đúng cái nội dung. Cái nội dung ở đây các bạn copy luôn cho mình nhé. Các bạn copy y chang cái nội dung chuyển khoản ở đây. Ví dụ ở đây là thanh toán đơn hàng 837896 nhé. Các bạn điền đúng y chang như vậy, ghi không dấu. Các bạn mở cái app ngân hàng các bạn ra, các bạn chuyển khoản nhé. Giống như mình ở đây nhé. Sau khi bạn chuyển khoản xong, các bạn sẽ vào Gmail để mà kiểm tra nhé. Người ta sẽ gửi cho bạn hai cái thư. Thứ nhất này, đây là thông báo đơn hàng đang được xử lý. Các bạn sẽ đợi cho mình một cái mail thứ hai nữa nhé. Mail này chỉ là mail thông báo đơn hàng thôi. Thông báo đơn hàng đang được xử lý thôi. Các bạn đợi cho mình một cái mail thứ hai nữa. Đó là cái mail đổi mật khẩu á. Nếu mà nhân á, thì người ta sẽ gửi luôn. Còn trường hợp chậm thì người ta sẽ gửi sau 10-15 phút nhé. Ở đây thì người ta gửi hơi chậm.
Đây, khoảng 15 phút sau thì mình đã nhận được cái mail này này. Thì bạn nhấn vào cập nhật mật khẩu nhé. Rồi nhấn cập nhật mật khẩu này. Ở đây các bạn sẽ điền cho mình mật khẩu nhé. Các bạn điền cho mình hai lần. Các bạn điền mật khẩu như thế nào các bạn phải nhớ nhé. Để sau này các bạn truy cập vào iNet. Các bạn điền cho mình mật khẩu hai lần, sau đó nhấn vào đổi mật khẩu. Rồi như vậy các bạn đã đổi mật khẩu thành công rồi. Bây giờ các bạn vào cho mình cái trang web inet.vn nhé, để các bạn có thể cài đặt tên miền. Đây các bạn nhấn inet.vn này, rồi enter. Sau đó các bạn sẽ vào cho mình cái phần là đây cái tên các bạn này, các bạn truy cập vào danh sách dịch vụ nhé. Rồi thì đây là cái tên miền các bạn vừa mua. Thì bây giờ các bạn sẽ tiến hành cập nhật bản ghi cho cái tên miền này. Các bạn lưu ý cho mình nhé, đối với cái Gmail này á, mình chỉ mua tên miền thôi chứ mình không có mua hosting. Cho nên là khi bạn qua cái phần tab hosting này, đây là cái tab tên miền, các bạn vào cái tab hosting thì nó sẽ không có cái hosting nào hết. Còn đối với một cái tên miền khác này, một cái Gmail khác của mình này, đây là một cái tài khoản Gmail khác của mình nhé, cũng tại iNet luôn, thì qua phần hosting này. Thì bây giờ mình sẽ cài đặt cái tên miền này về cái hosting của cái tài khoản này, của cái Gmail bên này. Đó. Rồi mình sẽ copy cái hosting của cái gói này. Sau đó mình sẽ vào cái phần cập nhật bản ghi ở đây nhé. Các bạn nhấn vào thêm bản ghi. Tên bản ghi các bạn điền cho mình là A+. Các bạn điền cho mình là A+ này. Loại bản ghi các bạn giữ nguyên. Giá trị bản ghi các bạn sẽ copy cái hosting, cái mã hosting của cái mail kia dán vào đây, rồi nhấn vào dấu tích ở đây để mà lưu lại nhé. Tiếp theo nhấn vào thêm bản ghi một lần nữa, rồi các bạn nhập cho mình tên bản ghi là www, rồi loại bản ghi là CNAME, rồi giá trị bản ghi các bạn copy cái tên miền này các bạn dán vào, rồi nhấn vào lưu lại, để nhấn vào dấu tích để lưu lại nhé. Rồi tiếp theo các bạn sẽ vào cái Gmail mà có hosting á. Các bạn vào cho mình cái phần hosting này. Rồi các bạn nhấn vào đăng nhập cho mình. Nhấn vào đăng nhập nhé. Rồi các bạn kéo xuống. Các bạn tìm cho mình cái phần là Add Domain. Add Domain nhé. Các bạn tìm cho mình cái phần Add Domain. Do là các bạn cài đặt tên miền từ cái mail khác về cái mail này, về cái hosting của mail này, cho nên là các bạn cần phải Add Domain nhé. Nó sẽ khác so với cái việc các bạn cài đặt hosting và tên miền chung, thì các bạn lưu ý cho mình nhé. Rồi tiếp theo ở cái phần New Domain Name, các bạn copy cái tên miền các bạn muốn đặt vào hosting vào đây. Đây, dán vào đây. Các bạn dán vào rồi nhấn Enter. Rồi những cái phần dưới này nó sẽ tự động cập nhật, các bạn nhấn vào Add Domain cho mình. Rồi nhấn vào Go Back hoặc là nhấn vào mấy cái dấu chấm ở đây, mấy cái ô vuông ở đây để mà trở về. Rồi tiếp theo các bạn sẽ tiến hành cài đặt WordPress nhé. Các bạn kéo xuống dưới cùng, các bạn tìm tới cho mình cái phần WordPress này. Rồi sau đó các bạn nhấn vào Install Now. Rồi cái phần này các bạn chọn cho mình là HTTPS. Rồi tiếp theo tên miền các bạn chọn cái tên miền hồi nãy các bạn điền á, sắc màu khám phá.com. Rồi tiếp theo. Tiếp theo các bạn sẽ điền cho mình cái admin và password. Tức là các bạn điền cho mình cái thông tin để các bạn đăng nhập vào cái website các bạn á. Các bạn điền thông tin như thế nào các bạn phải nhớ nhá. Cái phần admin này các bạn có thể điền cho mình cái Gmail. Còn cái mật khẩu các bạn tự điền nhé. Tuy nhiên, các bạn lưu ý là các bạn điền thông tin ở đây như thế nào các bạn phải nhớ để lúc sau các bạn truy cập vào website, còn các bạn quên thì rất là phức tạp nhé. Đây các bạn điền cho mình admin và password. Rồi sau khi điền xong các bạn
chọn cho mình cái phần ngôn ngữ ở đây là Việt Nam cho nó dễ ha. Rồi kéo xuống dưới này, rồi nhấn vào Install. Rồi các bạn đợi một lúc nhé. Đây, kéo cái này lên. Các bạn đợi một lúc nhé. Rồi như vậy các bạn đã cài đặt WordPress xong rồi. Thì bây giờ các bạn có thể truy cập vào trang website các bạn rồi nhé. Đến các bạn có thể click vào đây luôn này. Rồi thì đây là website các bạn. Và đây là cái phần để các bạn truy cập vào cái phần quản trị. Đây, đăng nhập quản trị thì có cái đuôi là WordPress gạch ngang admin ha. Rồi thì đây là website các bạn nhé. Rồi thì trong video này mình hướng dẫn các bạn cái cách mình cài tên miền từ một Gmail về một cái hosting của Gmail khác. Còn cái video mà hướng dẫn cài đặt tên miền hosting chung một Gmail luôn á thì bạn xem video trước nhé. Link video mình sẽ để dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ giải đáp thắc mắc các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.